Bất ngờ với những công nghệ chuẩn châu Âu trong nhà ga dự án đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội, người dân nóng lòng chờ ngày được trải nghiệm. Ngày 28 tháng 8, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt tại 8 nhà ga trên cao tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn, ga Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội đạt 99,5%. Các công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị tại 8 ga trên cao của dự án đã hoàn tất. Bên cạnh các tiện nghi cơ bản đã theo tiêu chí, điều khiến nhiều người bất ngờ là hệ thống thu vé được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Điểm đặc biệt của loại vé này được vận hành như một chiếc ví điện tử. Người dân có thể lựa chọn hình thức tích tiền vào trong vé để di chuyển. Khi không dùng đến, người dân vẫn thao tác để được hoàn lại tiền vào tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, mỗi nhà ga đã được lắp hệ kính mái cản nhiệt, chống tia UV đảm bảo việc cấp ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, bảo vệ sức khỏe, làn da cho hành khách khi đứng đợi, lên xuống tàu ở tầng kê ga. Trưởng phòng quản lý dự án 1, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, dự kiến đến tháng 4 năm 2024, đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội được đưa vào khai thác, sử dụng.